Rồi và hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Rồi và hôm nay mình sẽ làm một cái video theo yêu cầu nha. Thì hôm trước mình có đăng video thì có một bạn kêu mình làm tất cả các đồ chơi cho hamster bằng que đài lưỡi đó các bạn. Đấy, thì mình thấy cái ý tưởng của bạn này rất là hay và đồng thời là cũng trùng với cái ý tưởng mà mình cũng chuẩn bị làm luôn á. Cho nên là hôm nay mình sẽ thực hiện cái video này cho các bạn xem nha. Đấy, thì nói chung á, làm đồ chơi bằng que đài lưỡi á, thì các bạn có thể thực hiện đối với những bạn nào mà gọi là cái chi phí các bạn nuôi hamster ít á, các bạn không thể mua những cái đồ chơi ở ngoài shop á, thì các bạn có thể tự làm bằng que đài lưỡi cũng được. Đấy, nhưng mà bù lại á, thì cái độ bền của nó rất là kém các bạn. Đấy, thì vì que đài lưỡi nó khá là mỏng á, cho nên là mỗi khi mà hamster mà nó cắn hay là gì đó thì nó sẽ rất là mau hư. Đấy, với lại các bạn dán bằng keo dán sắt đâu đó thì nó sẽ rất là giòn. Đấy, nó dễ gãy nữa đó. Thì nói chung thì nó được này thì nó mất cái kia thôi, nhưng mà nếu như mà các bạn không có chi phí nhiều để nuôi á, thì các bạn có thể tự làm theo cái sở thích của các bạn. Đấy, còn đẹp hay không á là còn tùy vào cái khả năng khéo léo của đôi bàn tay của các bạn nữa. Đấy, ok, thì đây là một cái hộp que đài lưỡi nè các bạn. Đây, mình sẽ review nha. Thì cái que đài lưỡi này thì các bạn có thể mua ở ngoài tiệm thuốc tây hoặc là những chỗ mà ta bán dụng cụ y tế rồi đó, đều có bán hết. Một hộp như thế là mình mua cho chỗ mình là 18.000 này, và mỗi sắp thì nó sẽ có rất là nhiều que nhỏ trong đây nha. Đấy, và cái que đài lưỡi này thì nói chung là người ta dùng trong khám bệnh đâu mà các bạn. Đấy, cho nên là người ta đã diệt khuẩn rất là sạch rồi. Đấy, cho nên là các bạn có thể làm đồ chơi cho nó chơi mà không sợ là bị quy khuẩn gì hết. Đấy, nhưng mà bù lại thì nó độ bền nó rất là kém các bạn. Các bạn làm một chiếc nhà thì chắc khoảng xài được khoảng một tháng thôi, tháng đầu lại thì nó sẽ bị mấy con chuột cắn hết trơn à. Đấy, và mình chuẩn bị một chiếc kéo nè, để cắt một tí nữa mình sẽ cắt cái que lưỡi này ra. Thì que lưỡi nó mỏng mà, cho nên là lấy kéo cắt là ok rồi. Và một cây thước để mình gạch cho nó thẳng hàng, và một cái viết để mình làm dấu nha các bạn. Đấy, và không thể thiếu đó chính là một chai keo dán sắt nha. Thì á, các bạn nào mà mua keo thì các bạn mua loại tốt nha, để cho nó dán cho nó chắc chắn đó. Ok, rồi thì đây là cái bàn để mà một tí nữa mình để que đài lưỡi mình dán lại á. Để thôi, nếu không mà các bạn để phía dưới đất á thì nó sẽ dính cái nền nhà rất là dơ. Đấy, mình lót một chiếc bàn như thế để cho nó không có bị dính các bạn. Đó, các bạn làm ở nhà thì cũng nên lót một chiếc bàn hoặc là một tấm nhựa cao su gì đó cho nó đừng có bị dính ở dưới nhà nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Và mình làm những cái món đồ chơi cơ bản thôi, ví dụ như chén ăn rồi nhà tắm rồi nhà ở đồ. Đấy, những món đồ chơi cơ bản thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện video nha. Thank you.
Rồi ok, và sau 2 ngày thì cuối cùng mình cũng làm xong được một vài món cho mấy con chuột mình nè các bạn. Đó, thì làm khá lâu luôn, mình làm khoảng 1-2 món mình nghỉ một tí. Đấy, làm nó cũng ngồi rất là mệt luôn các bạn. Đấy, này là cái bập bên các bạn. Đó, bập bên thì cái phần đế này mình lấy một ít của cái ống nước á, cho nó cong cong như thế. Đấy, để cho nó có thể bập bên qua hai bên như thế này. Đấy, ok. Đó, bằng que đầy lưỡi luôn nha. Đó, và tiếp theo là chén ăn. Đây, chén ăn thì theo mình thấy là chén ăn là làm đơn giản nhất luôn. Đó, chén ăn như thế này thì ở trong cái chén ăn này á, thì xung quanh cái viền á mình sẽ dán một lớp keo silicon nha các bạn, để cho nó chắc chắn một tí. Đấy, ok. Và tiếp theo là cái đế để bình nước nha. Đó, các bạn nào mà không mua được cái đế để bình nước á, thì các bạn có thể tự làm như thế này. Đấy, nhưng mà cái phần đế ở phía dưới á thì các bạn làm cho nó nặng nặng tí nha, thì thôi mấy con chuột nó quậy á, là nó sẽ bị lật cái bình nước đó. Ok, đây nó như thế này. Đấy, các bạn dán keo thì các bạn dán chặt một tí để cho nó đừng có bị gãy. Rồi, để lên cái bình nước lên như thế này. Đấy, bình nước loại nào cũng được nha các bạn. Cái size nhỏ đó nha, size lớn thì nó không vừa đâu, size lớn thì các bạn có thể thiết kế làm cái loại khác. Và đây là cái nhà ngủ, nhà mini vừa thôi. Đấy, ok. Nhà này thì dành cho Winter Wild rồi thôi nha. Đấy, mình làm cho Winter Wild mấy con chuột nhỏ nhỏ của mình thôi. Còn các bạn muốn làm cho bia thì các bạn có thể làm cái size lớn hơn. Đó, cái đó thì tùy theo sở thích của các bạn thôi. Rồi, và đặc biệt là cái nhà tắm. Đó, cái nhà tắm mình thiết kế rất là độc luôn các bạn. Đấy, đây là xung quanh nhà tắm nè các bạn. Đấy, xung quanh thì nó hình chữ nhật như thế này. Và ở trên mình thiết kế cho nó một cái nắp. Đấy, có thể mở ra như thế này. Đấy, ok, và đổ cát vào. Đấy, cái nắp cũng đơn giản như thôi nè. Đấy, và đổ cát vào đây cho nó tắm. Đó, ở trong này rất là rộng luôn nha. Nhà tắm này thì mình làm cho bia rồi tắm ok luôn. Và đổ cát vào xong thì các bạn có thể đóng lại như thế này. Đấy, đừng có cho mấy con chuột nó bơi cát bị văng ra ngoài. Đó, ok, thì đóng và mở ra như thế này. Rồi, và đặc biệt á, là cái nhà tắm này mình thiết kế cửa kéo nha các bạn. Đó, kéo ra như thế này. Đấy, thì theo mình thấy thì cái nhà tắm cho hamster đầu tiên tại Việt Nam có cái cửa kéo như thế này nha các bạn. Đấy, không biết các bạn nào có thiết kế cái kiểu này chưa. Đó, nhưng mà mình thấy nó cũng hay hay cho nên là mình làm theo kiểu này luôn. Đấy, có thể kéo ra kéo vào như thế này. Đấy, ở bên trong thì cái cấu trúc của nó sẽ như thế này nha. Đấy, hãy có thể kéo như thế này. Đó, và cái nếu như mà làm cửa kéo giống như mình á thì các bạn sẽ vệ sinh nó khó hơn, tại vì nó có những cái rãnh á các bạn, để cho cái cửa nó đi theo á thì các bạn vệ sinh nó sẽ khó hơn. Đấy, các bạn lưu ý nha. Còn không thì các bạn làm cái hình chữ nhật thôi, và khoét cái lỗ nhỏ ở phía trước thôi là được rồi. Đấy, đơn giản thôi thì nó sẽ vệ sinh nó dễ hơn. Đấy, ok. Rồi thì đây là những món đồ chơi mà mình làm trong video này. Ngoài ra thì các bạn có thể làm thêm well nữa. Well thì nó làm sẽ công phu hơn nhiều, hoặc là làm thêm một mấy mẫu nhà, lâu đài, đồ các thứ các kiểu. Đấy, rất là nhiều luôn, thì tùy theo cái sự sáng tạo của các bạn thôi. Đó, thì nói chung là làm bằng que đầy lưỡi này thì nó tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Đấy, và một tí nữa mình sẽ để vô cái lồng kia. Rồi thì nói chung làm đồ chơi cho mấy con chuột hamster mà các bạn làm bằng que đầy lưỡi như thế này thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Đấy, thì nguyên liệu chủ yếu là que đầy lưỡi, mà một hộp như thế chỗ mình bán có 18.000 thôi. Chai keo thì mình mua hình như là 7-8.000 vậy thôi. Đấy, nói chung là ở khoảng 20-mấy ngàn là các bạn có thể làm những món đồ chơi như thế này cho mấy con chuột rồi. Đó, thì nói chung là nó tiết kiệm được chi phí, nhưng mà cái độ bền nó rất là thấp nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Thì
thì xài một thời gian ngắn thôi thì ấn chuột nó cắn rất là dễ dàng luôn đó, và nó sẽ bị hư rất là nhanh, các bạn lưu ý nha. Còn nếu như mà các bạn muốn bền nữa thì các bạn có thể ra shop hoặc là liên hệ mình đấy để mua những cái nhà chơi sứ hoặc là những cái nhà chơi gỗ, nó cái gỗ nó dày hơn thì nó sẽ bền hơn nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ test thử cho mấy con chuột mình nó chơi coi như thế nào nha các bạn. Đấy, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình. Và các bạn nào cần mua thức ăn hay là vật dụng cho hamster thì có thể inbox vào dưới phần mô tả, mình sẽ có để một cái link trang fanpage nha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.